Thiên Ân gặp sự cố khi trình diện áo dài cùng top 3 Hoa hậu Việt Nam. Trong một sự kiện tổ chức tại Nghệ An tối ngày 19 tháng 5, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân khiến khán giả lo lắng khi gặp sự cố khi trình diện áo dài cùng Hoa hậu Thủy Tiên, Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Ngọc Hằng. Trong chương trình, các nàng hậu có phần trình diện áo dài, tuy nhiên Hoa hậu Thiên Ân bất ngờ gặp sự cố khi vừa lộ diện trên sóng trực tiếp. Cụ thể, do sân khấu có thiết kế đặc biệt với nhiều bậc thang nên Hoa hậu Thiên Ân đã gặp sự cố té ngã nặng. Nàng hậu phải ngồi lại vài giây trên sân khấu rồi mới tiếp tục đi tiếp. Không chỉ thế, sau sự cố này thì giày của Thiên Ân cũng gặp vấn đề gây khó khăn trong việc di chuyển. Khi bình tĩnh lại, Hoa hậu Thiên Ân tiếp tục thể hiện phong thái tự tin, nụ cười rạng rỡ, hoàn thành trọn vẹn phần trình diễn. Được biết, sau cú ngã, chân của Thiên Ân xuất hiện vết bầm tím, chảy xước. Ở hậu trường, ekip phải hỗ trợ thoa thuốc giảm đau giữa đêm. Ngoài Thiên Ân, sự kiện còn có sự tham gia của Thủy Tiên, Thanh Thủy, Ngọc Hằng. Các người đẹp mặc trang phục trong bộ sưu tập thơ để áo lụa của nhà thiết kế Việt Hùng. Đoàn Thiên Ân, 23 tuổi, là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Cô có gương mặt đẹp, chiều cao 1,75m và ghi điểm bởi kỹ năng ứng xử. Hoa hậu hiện là sinh viên Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cô cũng hoạt động ở vai trò người mẫu, Maka. Thiên Ân từng dự thi Miss Grand International 2022 tại Indonesia và trượt top 10 cuộc thi.